Hi, chào các bạn nhé. Hôm nay anh em mình sẽ làm cái clip test mấy quả pháo nước này do anh em mình tự chế ra, xem sức công phá nó như thế nào. Mời các bạn theo dõi nhé. Đây mình đã chuẩn bị sẵn một đống lửa khá là to, ok đấy. Cộng thêm ba trái, ba ống nước này. Bọn mình đã cho nước vào phân nửa rồi. Giờ anh em mình sẽ bịt đầu nó lại bằng cái đầu cây này rồi để lên trên này, xem sức công phá của nó như thế nào. Thế này được chưa? Đừng ấn. Đây nó xong. Thế này được ổn không? Thế này đi nhỉ? Đây đi nhỉ? Khả năng ba trái này đây. Không biết là có xịt quả nào không? Hy vọng là sẽ nổ cả ba. Bà cái gì đấy, bà chưa về thả dê bảo tí nữa bà em bảo thế bà ấy bà thả dê thì bà cũng ăn thả dê luôn đi, bà ấy bảo thì nhưng mà cũng phải tí cũng phải về chứ, phải về đi lên mà đoán đi không lắm mai lần sau bà đó. Quay gà đây à? Có gà quay đâu ông? Đu lửa chứ làm gì? Đu lửa nghịch chứ gì? Để có gà quay ở đây thì lại có mặt quay được mấy con gà đó. Cái gì thế? Đâu, nó đang bảo là đóng mấy cái này lên. Nó nổ mà nó chả nổ. Nổ cái gì?
Hôm nay ông chăn trâu trong kiểu không? Chăn trâu kia ăn ra ngoài này rồi. À, ăn ra đi. Thế đi lại. Tiếp tục quay cái này nữa. Rồi, cái trước chưa thành công. Ba cây dùng tất cả. Các bạn hãy đón xem ba quả cuối cùng.
cái men, men. Và sợ luôn. Khá là to các bạn ạ. Nổ khá to các bạn. Video clip chúng tôi sẽ dừng ở đây đây. Chúc các bạn xem vui vẻ.